Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La đã chỉ đạo các tổ chức đoàn khuyến khích đoàn viên thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực số, thực hiện các công trình phần việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phát triển kinh tế xã hội. Ngày hội thanh niên với chuyển đổi số hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đã góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần tiên phong sáng tạo của thế hệ trẻ, thúc đẩy sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ trong tiến trình chuyển đổi số. Qua chương trình này thì chúng em đã có cơ hội được mở rộng mối quan hệ của mình, được có cơ hội để thấu hiểu và trải nghiệm sử dụng. Và những điều này thì sẽ có tác động tích cực đến quá trình chúng em học tập, đặc biệt là mô hình giáo dục STEM trong tương lai dự kiến là một môn học rất đỗi cần thiết với các bạn trẻ. Tỉnh đoàn Sơn La đã thành lập 77 đội hình tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng và mùa hè số với 800 thành viên là các đoàn viên thanh niên. Các tổ chức đoàn đã duy trì và phát huy hiệu quả 911 tổ chuyển đổi số cộng đồng với trên 3.100 thành viên. Qua đó góp phần thu hút và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo và thúc đẩy sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ trong chuyển đổi số. Tổ chức các hoạt động truyền thông và định hướng về nội dung chuyển đổi số thì việc tổ chức hoạt động như thế này tại nhà trường thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp học sinh có một cái nhìn đúng đắn hơn về công tác về hoạt động chuyển đổi số, giúp các em, khuyến khích các em tìm hiểu và có kiến thức toàn diện về công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã cài đặt phần mềm quản lý đoàn viên, trên 80.500 lượt thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gần 99.000 lượt thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, đạt 82%, xây dựng 27 mô hình bản đồ du lịch số, địa chỉ đỏ và 18 mô hình tài liệu, hiện vật lịch sử số hóa, phát triển 1.000 cộng tác viên dư luận xã hội và 273 trang cộng đồng của đoàn, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, an toàn. Chúng em học lớp 12 và khi mà sử dụng những cái ứng dụng từ chuyển đổi số thì em thấy nó rất là hữu ích. Nó giúp ích cho em rất là nhiều trong cái công cuộc mà tìm kiếm những cái thông tin từ các trường đại học, tìm kiếm những cái nội dung cho sách báo và cho những bài giảng, hay là hỗ trợ em trong những cái thông tin mà em chưa biết, chưa nắm rõ được trong những cái bài giảng trên lớp hay là những cái thông tin mà em muốn tìm hiểu thêm. Với sự nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Sơn La đã và đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sự nhạy bén trong tư duy sáng tạo, trong cách tiếp cận để thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, sử dụng hiệu quả công nghệ số vào cuộc sống.